Thêm một nhà thờ mới được thánh hiến tại các nước Ả Rập. Abu Dhabi, sau khi nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Ả Rập được thánh hiến vào hôm 10 tháng 12 vừa qua, vào ngày 17 tháng 12 hôm nay, các thiên công giáo ở vùng Vịnh lại có thêm cơ hội vui mừng khi nhà thờ giáo xứ Thánh Doan tại giả ở Ruiz, cách Abu Dhabi 240 cây số về phía đông, được thánh hiến. Ngày 16 tháng 12, nhà thờ đã được khánh thành theo nghi thức dân sự, với sự hiện diện của chính quyền thế tục cũng như tôn giáo, Hồi giáo và Kitô giáo. Vào ngày 17 tháng 12, thánh lễ đầu tiên sẽ được chủ tế bởi Đức cha Paul Hinder, đại diện tông tòa của giáo phận Nam Ả Rập, bao gồm các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, Oman và Yemen, cũng là giám quản tông tòa của giáo phận Bắc Ả Rập, gồm Kuwait, Ả Rập Saudi, Qatar và Bahrain. Nhà thờ nằm trong khu dân cư Aruwais, -e tọa lạc trên một vùng đất được tặng bởi Thái tử Mohammed bin J.A. Nayan và đại diện của quốc vương vùng Adafra. Hiện diện trong nghi lễ khánh thành có Say Hamdan bin Jay Al đại diện cho tiểu vương quốc Abu Dhabi. Cha xứ của nhà thờ là cha Thomas Ampatu Kuzi, dòng Cappuccino, người đã giám sát dự án và công việc xây dựng trong những năm gần đây, kể từ lễ đặt viên đá đầu tiên vào ngày 30 tháng 12 năm 2018 ngoài thánh lễ hàng ngày sẽ được cử hành vào mỗi buổi chiều trong tuần để khuyến khích sự tham gia của các công nhân nhà thờ mới cũng sẽ có hai thánh lễ được cử hành vào thứ sáu ngày lễ ở các quốc gia vùng vịnh với đa số là người hồi giáo nhà thờ có sức chứa khoảng 800 chỗ ngồi trong khi ở tầng 1 có một phòng họp đa năng chứa được gần 1.000 người Bên trong nhà thờ có đặt một tượng Đức Mẹ Maria và một cây thánh giá được thực hiện nhân dịp thánh lễ được cử hành bởi Đức Thánh Cha Francisco tại Abu Dhabi vào ngày 5 tháng 2 năm 2019 trong chuyến tông du lịch sử của Ngài đến vùng Vịnh. Đây là nhà thờ công giáo đầu tiên ở vùng Andafra, Giáp Quata và sẽ chào đón khoảng 2.500 tín hữu, chủ yếu là người nhập cư từ các quốc gia châu Á khác, sống và làm việc tại Ruiz, với tổng số khoảng 600 gia đình, vào đêm trước lễ khánh thành các nhà lãnh đạo giáo hội của khu vực muốn bày tỏ lòng biết ơn và cảm ơn tới hoàng gia nhấn mạnh tinh thần khoan dung huynh đệ và liên đới vốn từ lâu đã trở thành đường hướng chính trị của các tiểu vương quốc